Chúc các bác buổi sáng an lành vui vẻ nha. Đây, đây là lên nhãn to này, đó hai cây to nhé. Cây này thì cây thác đổ nha các bác nha, cây thác đổ này, đó một cây thác đổ này, đó một cây thì cây lá xếp ruột này, đó hai cây to này bán 500k nhé. Đây là lô đầu tiên này. Một tiếp tục là lô thứ hai này, là lô nó tầm tầm chung chung bình thường nha. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm khúc sáu cây nhé. Đây, một cây này thì đã cho nở nở bung nụ rồi, còn có một nụ thôi, nụ còn lại nó rụng hết rồi. Đây, lô này em bán 200k thôi nhé. Đây là lô thứ hai này. Còn tiếp tục là lô thứ ba này các bác ơi. Đó, lô thứ ba cũng tương tự như lô thứ hai nhá. Đó. Đây, lô này em bán cũng 200k này. 200k nhá. Đây là lô 3 này. Tiếp tục lô 4 là lô nói chung là hàng nó xấu xấu. Với lại nó lỗi lá nhưng mà em bán giá rẻ nhá. Cả lỗi lá, cả đẹp, cả xấu nhá. Có hết này. Chẳng hạn như mấy cây này nó còn đẹp nhưng mà nó hơi xấu thôi. Đó, lô này em bán 300k thôi, rất là nhiều. Cây này thì lá mít này, nó bị gãy ngọn này, nhưng mà sau này nó sẽ chìa ra một ngọn mới này. Đó, lô này em bán 300k thôi nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Đây, đây là lô thứ tư. Tiếp tục là lô thứ năm này. Lô thứ năm là lô hàng giống này. Hai này, bốn này, sáu này, tám này, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 cây nha các bác ơi. 22 cây, thêm cây nhãn là 24 cây này. Đó, lô này em bán 400k thôi nha, trong cái rổ này nha. 400k này. Đó, được 24 cây luôn. Cả nhãn này. Đây là lô thứ 5 nhá. Tiếp tục là lô thứ 6 là lô chinh bạch này. Hoa cũng đẹp thơm nha. Dạ. Đây, bụi chinh bạch này rất là to luôn. Đây, một này. Bụi này to luôn này, hai bụi này. Ba bụi này nhá. Đó, chinh bạch hoa cũng rất là thơm, hoa trắng này. Đó. Hoa trắng này, hoa trắng này, họng vàng này. Đó, bụi này em bán 200k thôi nhá, bụi to này nhá. Đó, đây là lô 6 nhá. Tiếp tục lô 7 này. Đây là lô 7 này, mấy cái nhãn này. Đó. 1 này. 2 3 4 này, 5 này. 6 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 cây nhá. Đó, 6 cây này lô này em bán 160k nhá, 160k này. Nếu mà yêu cầu hàng gì thì cứ gọi về theo số của em nhá. Em chúc các bác buổi sáng vui vẻ nhá, buổi trưa ngon miệng nhá. Em chào các bác nhá.